Đó là một sự biểu hiện thành tựu đạo Bồ Đề, tức cũng là hoa kết quả giác viên mãn. Vị chủ giác thần này minh bạch hòa tịnh tín thì kết quả giác đạo, tức cũng là thành Phật quả. Vị này liễu ngộ cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ giác thần nhuận trạch tịnh hoa được môn giải thoát, đại từ thương xót cứu độ các chúng sinh, khiến cho họ tăng trưởng biển phước đức. Vị nhuận trạch tịnh hoa chủ giác thần này thường nhuận trạch hoa tịnh tín. Làm sao để nhuận trạch? Là dùng đủ thứ công đức để nhuận trạch. Đầy đủ vô lượng công đức thì đóa hoa tịnh tín này tươi tốt. Vị này đắc được pháp môn đại từ thương xót cứu độ các chúng sinh. Phật giáo thì thương xót cứu hộ chúng sinh đều bình đẳng. Ví như có người qua bờ sinh tử, cũng chẳng đến bờ bên kia, cũng chẳng ở bờ bên này, đang ở giữa dòng sắp chết đuối. Lúc đó dùng cái phao cứu sống họ, hoặc vớt họ lên thuyền, đưa họ từ bờ này qua bờ kia, đó là cứu độ. Bất hạnh thay, thuyền đến giữa dòng thì lủng lỗ, chẳng có sức lực đến được bờ kia. Lúc đó lại dùng chiếc thuyền khác đưa họ qua bờ bên kia, đó là tế độ. Phật giáo dùng giới định huệ ba học vô lậu làm thuyền cứu độ chúng sinh, khiến cho họ đến được bờ bên kia cứu kính niết bàn. Thời xưa có câu chuyện về qua sông rồi đốt hết thuyền. Có vị đại tướng quân xuất lãnh đội quân đi chinh phạt nước khác, qua sông lớn rồi ra lệnh cho quân lính đốt sạch hết các chiếc thuyền, đó là biểu thị tuyệt lộ, chỉ có tiến chứ không thể lùi. Vị tướng quân nói với quân lính: các anh em phải dũng mãnh đánh địch thì còn có hy vọng sống sót, nếu bị bại thì chẳng có cơ hội về nước. Đó là cảnh cáo quân đội phải bỏ sự sống, quên sự chết, gác sự sống chết ra ngoài mới có thể chiến thắng khải hoàn trở về. Chúng ta người tu đạo phải có sự phát tâm phá vỡ thuyền chìm mới đạt đến bờ bên kia niết bàn. Đến được bờ bên kia rồi thì đừng nghĩ trở lại thế giới tà bà nữa. Cho nên qua được rồi thuyền cũng đốt sạch, đó là biện pháp một khi đã dứt thì vĩnh viễn dứt hẳn, một phen lao nhọc vĩnh viễn an nhàn. Chẳng phải tế độ một chúng sinh đến bờ kia, mà là tế độ tất cả chúng sinh đến bờ kia. Tế độ chúng sinh đến bờ kia để làm gì? Khiến cho họ tăng trưởng biển phước đức. Ví như độ chúng sinh về thế giới cực lạc tu hành, khi phước đức của họ tăng trưởng rộng lớn như biển thì có thể thành Phật. Vị chủ giá thần này minh bạch cảnh giới này mà vào môn giải thoát này. Chủ giá thần thành tựu diệu hương được môn giải thoát, rộng khai thị tất cả pháp môn tu hành. Vị thành tựu diệu hương chủ giá thần này thành tựu đủ thứ diệu hương, khiến cho chúng sinh người được thứ diệu hương này thì sẽ cải ác hướng thiện, phát bồ đề tâm, cho nên gọi là diệu hương. Thứ diệu hương này tức là giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát hương, giải thoát tri kiến hương. Vị này đắc được một cảnh giới của Phật, cho nên rộng khai thị pháp môn tu hành cho tất cả chúng sinh, chỉ bày cho tất cả chúng sinh vô lượng vô biên pháp môn của chư Phật tu hành trong quá khứ, hiện tại và vị lai ba đời chư Phật đều từ pháp môn này mà ngộ đạo. Chúng ta đừng sinh tâm sợ hãi đối với pháp môn tu hành, thấy biển mà thở dài. Tức là nói Phật pháp như biển cả, vừa rộng lớn lại vừa sâu thăm thẳm, chừng nào mới có thể học hết những pháp môn nhiều như thế. Ví như có người đứng ở bờ biển, thấy biển cả rộng lớn mênh mông vô tận, thì trong tâm nghĩ biết bao giờ mới có thể qua được biển này, do đó mà thở dài, đó là ý nghĩa thấy biển mà thở dài. Vậy làm thế nào để biết? Đừng hấp tấp, chỉ cần cung hành, thực tiễn, chân thật dụng công tu hành, cuối cùng sẽ có ngày thành tựu. Do đó, đàn chỉ viên thành 8 vạn môn, nghĩa là thời gian khoảng phải móng tay, thì có thể viên mãn thành tựu 8 vạn pháp môn. Tại sao? Vì nhất thông nhất thiết thông, một pháp môn mà tu thành công, thì tất cả pháp môn đều thông đạt vô ngại, đều thành công. Cho nên nói sát na diệt trừ tam kỳ kiếp, trong khoảng một sát na thì công đức tu trong ba đại a tăng kỳ kiếp đều viên mãn, cho nên đừng sinh tâm khó tu hành đối với Phật pháp. Vị chủ giá thần này khai thị cho tất cả chúng sinh tu 84.000 pháp môn mà không sinh tâm sợ hãi. Vị này minh bạch đạo lý này mà vào được môn giải thoát này. Hôm nay tôi có vấn đề này muốn hỏi các bạn, mong các bạn nói ra. Tôi không biết trong 84.000 pháp môn nào là đệ nhất.
Có vị đệ tử đáp, tám vạn bốn ngàn pháp môn chẳng có môn nào đệ nhất, nhưng đều là đệ nhất. Tại sao có nhiều đệ nhất như thế? Lại đáp, vì có nhiều chúng sinh, mỗi chúng sinh đều có pháp môn của họ, khiến cho họ thành Phật, cho nên pháp nào hợp với họ là đệ nhất, do đó mới nói đều là đệ nhất. Vậy pháp môn đệ nhất của bạn là gì? Đáp, là ngủ. Bạn có thật ngủ chăng? Đáp, không. Vậy không ngủ sao lại có pháp môn ngủ? Nếu có pháp môn ngủ thì sẽ đắc được ngủ tam muội. Ngủ tức cũng là tỉnh, tỉnh cũng tức là ngủ. Tỉnh ngủ nhất như chẳng có phân biệt, khi tỉnh và ngủ chẳng có phân biệt, khi ngủ và tỉnh cũng chẳng phân biệt, đó tức là đắc được ngủ tam muội. Đắc được ngủ tam muội thì tỉnh ngủ, ngủ tỉnh đều là một. Pháp môn của bạn có phải như thế chăng? Đáp, chẳng phải như thế. Vậy ra làm sao? Đáp, vọng tưởng lung tung. Vọng tưởng cũng là pháp môn, thêm một cái đệ nhất. Tại sao phải nói như thế? Vì đó là căn cứ, chẳng phải tùy tiện nói, cũng chẳng phải nói vù vờ, càng chẳng phải nói bậy bạ, mà là căn cứ kinh điển nói. Trong kinh Kim Cang có nói là pháp bình đẳng, chẳng có cao thấp. Chẳng có pháp nào đệ nhất, cũng chẳng có đệ nhị. Nếu không tin thì hãy đi nghiên cứu pháp môn nào hợp với bạn thì là đệ nhất, ngủ. Pháp môn nào hợp với tôi thì là đệ nhất, ăn cơm. Pháp môn nào hợp với họ thì là đệ nhất, mặc áo. Ăn cơm, ngủ nghỉ, mặc áo đều là đệ nhất, chẳng có gì khác, tức là ba việc này. Chủ giá thần kiến giả ái lạc được môn giải thoát, khiến tất cả chúng sinh trong pháp giới bỏ lìa giải đãi, ưu não, các ác, thảy đều sinh ra thanh tịnh. Vị kiến giả ái lạc chủ giá thần, bất cứ loại chúng sinh nào thấy được ngài đều sinh tâm ái mộ vui vẻ. Vị này đắc được một cảnh giới của Phật, là khiến cho tất cả chúng sinh thấy hoặc nghe được Phật pháp thì đều lìa bỏ giải đãi, ưu não và các ác, thảy đều sinh ra thanh tịnh. Đó là môn giải thoát của vị này đắc được. Chúng ở chùa Kim Sơn có thể nói là bỏ lìa sự giải đãi. Tại sao? Vì những người trẻ này trước kia chưa nghe được Phật pháp, với các bạn bè người Mỹ ăn thì có phần, làm việc chẳng có phần, ăn thì vô nhân tướng, chỉ biết có mình, chẳng biết có người khác, làm việc thì vô ngã tướng, chỉ dạy họ làm mà mình thì chẳng làm, hại người thì vô chúng sinh tướng, ăn thịt thì vô thọ giả tướng. Bây giờ đến chùa Kim Sơn rồi, tác phong hoàn toàn khác hẳn lúc trước. Ăn thì vô ngã tướng, mình ăn không ăn chẳng quan hệ gì, chỉ cần người khác ăn no thì tốt. Làm việc thì vô nhân tướng, tất cả việc làm tự mình đi làm, không sai họ làm, chẳng tranh luận với người, thì có chúng sanh tướng. Cũng chẳng ăn thịt vì có tướng thọ mạng, không những không sát sanh mà còn bảo hộ chúng sinh, nguyện tất cả chúng sinh sống lâu trăm tuổi. Những người trẻ này đều siêng năng cực nhọc, không sợ làm việc nhiều. Đó tức là bỏ lìa sự giải đãi, tức cũng là vì pháp quên mình, vì học Phật pháp nhẫn việc người không thể nhẫn, chịu những sự khổ người không chịu được. Yêu não tức là yêu sầu, phiền não. Người tu đạo không nên có tâm yêu bì khổ não, hai thứ này là đá cột chân. Thời xưa có ngụ ngôn rằng có người nước Kỳ suốt ngày đến tối yêu sầu, tư sầu, đến tối ưu tư sầu muộn. Có người hỏi y ưu sầu việc gì, y đáp, tôi lo trời sẽ sập xuống, lúc đó tôi biết làm sao, cho nên y cũng chẳng đi làm ruộng, việc gì cũng chẳng làm, chỉ ngồi ở nhà ưu sầu. Do đó thiên hạ vốn vô sự, người ngu tự quấy nhiễu, người sau gọi là người nước Kỳ lo trời. Có người tự tìm phiền não, sáng sớm soi gương phát hiện lỗ mũi chúc xuống, y nghĩ, nếu như lỗ mũi dài uốn lên, khác với mọi người thì tốt biết mấy, do đó bèn sinh ra phiền não. Đó là ăn cơm no không việc làm, mới sinh vọng tưởng và phiền não. Nếu có việc làm thì chẳng nhàn rỗi để khỏi vọng tưởng và sinh phiền não. Chủ giá thần ly cấu quang minh được một giải thoát, quán sát căn lành của tất cả chúng sinh, theo căn cơ mà thuyết pháp, khiến cho chúng hội đều hoan hỷ đầy đủ. Vị ly cấu quang minh chủ giá thần lìa khỏi tất cả trần cấu mà đắc được quang minh. Trần cấu là gì? Tức là những sự nhiễm ô,
Trong chứng đạo ca của Ngài Vĩnh Gia có nói, tâm là căn, pháp là trần, hai thứ này như vết trên gương, vết bẩn tẩy sạch, thì quang thủy hiện, tâm pháp đều quên, thì tánh tức trần. Lìa cấu thì tâm và pháp đều phải quên, tức cũng là lìa khỏi ngã, pháp hay chấp. Ngã chấp như là cấu, pháp chấp cũng là cấu. Nếu lìa khỏi ngã, pháp hay chấp, người cũng không, pháp cũng không, thì tự tánh quang minh sẽ hiện tiền. Vị này đắc được môn giải thoát, dùng trí huệ để quan sát căn cơ của tất cả chúng sinh. Vì căn cơ của chúng sinh có sâu có cạn, có nhiều có ít, cho nên phải dùng Phật Pháp để vun bồi, để tưới, mới khiến cho tăng trưởng mà tươi tốt.